Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ build một cái bộ máy chạy cái mainboard MSI X99X1 các bạn. Main này thì nó quá phổ thông rồi các bạn, ra đời cái đây cũng khá là lâu rồi. Có cái điểm thú vị là nó sẽ gắn được nhiều cặp hình nè. Cái thứ hai nữa là cái slot RAM nó nhiều các bạn, mà chạy đối với main X99 này nó chạy quạt cho nổ các bạn. Thì mỗi một bên CPU như vậy nó sẽ có 4 slot RAM. Hôm nay mình sẽ gắn RAM là 48GB. Các bạn thấy vị trí đây là nó sẽ có cái khe M2 nữa các bạn. Mình đang gắn cái ổ M2 SATA chuẩn NVMe của Western mà. Các bạn một lắc tốc độ nó là 3.1/1600 các bạn, đọc ghi. Con CPU hôm nay mình sử dụng là con E5-2697V3. CPU này xung 2.6, turbo nó là 3.6GHz. Nó gồm có tổng cộng là 14 core và 28 luồng các bạn. Max turbo nó là 3.6 và turbo on core nó là 3.1GHz. Tức là khi render các bạn nó sẽ chạy ở mức 3.1GHz. RAM mình sẽ gắn 16GB bus 2004 các bạn. Tổng cộng là 48GB. Rồi, cái cạc hình này mình sẽ sử dụng là cái cạc Gigabyte RX580. Các bạn 8GB các bạn. Nó có một đầu phụ 8 pin ha. Rồi, một cái SSD NVMe ở đây. Cái fan này là cái fan của Kunlong mà. Mỗi bên nó có 5 ống đồng. Cái nguồn sử dụng là nguồn Tulemaster 650W các bạn. Hệ thống rất là đơn giản ha. Còn đây là cái main board sử dụng cái chuẩn ATX thông thường các bạn, thì các bạn có thể gắn cái khay bất kỳ ha. Chuẩn format ATX là được. Rất là dễ và các bạn ráp như máy giống như ráp một cái máy B85 bình thường các bạn. Hay là H97 đại khái là vậy, hoặc là main B75 ATX nó cũng vậy. Bây giờ mình sẽ khởi động máy lên thử nha các bạn. Dạ, các bạn thấy ra đây là cái giao diện BIOS của main MSI X99X01 này các bạn. Để vào BIOS thì chúng ta bấm phím delete thôi các bạn. Đây, mình sẽ thấy được là CPU đang chạy khoảng 48 độ C nè. Rồi bây giờ là 1 giờ ngày 2 tháng 6 2019 rồi các bạn. Rồi, cái CPU thì các bạn sẽ để ý đây nó là Intel Xeon E5-2697V3 2.6GHz nè các bạn. Và mình đang gắn là RAM 3K16 tức là 48GB các bạn. Nó đang chạy ở bus 2133. Bây giờ con CPU E5-2697V3 này nó hỗ trợ bus 2133 các bạn. Các bạn gắn bus 2004-2666 thì nó vẫn chạy bus 2133 các bạn ha. Rồi trong đây nó có một số cái thiết đặt đó thì mình sẽ không có nói sâu cho mày xa, mình nói sao ha. Rồi các bạn, mình đã cài đặt Windows cho cái combo này rồi các bạn. Bây giờ mình vô mình kiểm tra lại thử ha. Rồi các bạn có thấy nè, E5-2697V3 nè các bạn, 2.6 nè, RAM 48GB nè các bạn, mình đi phải monitor. Rồi, ổ cứng là mình gắn cái ổ SSD Western Black NVMe. Tốc độ là 3.1/1600 đọc ghi nha các bạn. Cảm hình là RX580 8GB của Gigabyte ha. Rồi, đây là con CPU nè các bạn. Thì mấy bạn thấy con CPU này nó có 14 core 28 luôn nha các bạn. Giờ đây các bạn sẽ đếm đây nó sẽ có 28 hàng nữa các bạn. Rồi. Mình cải trình co tem để mình xem nhiệt độ của CPU ha. Các bạn thấy cho nó chạy Cinebench thử. Thì nó render một lúc là 28 ô nha các bạn. Và cái CPU đang chạy là 100% nữa các bạn. Và xung turbo on core là 3.1GHz nè ha. Cái điểm nó khoảng 2001 các bạn, 2001 trên Cinebench R15 á. Nó tương đương với khoảng đua xong E5-2670V16K32 luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test cái ổ SSD thử ha.
À, các bạn thấy không, tốc độ đọc vi trình tự nó là 3100 trên 1600, đó là thông số trên lý thuyết của hãng nó đưa ra luôn các bạn, thông số hãng mô phỏng mô tả. Các bạn thấy thỉnh thoảng CPU cũng turbo là 3000 mấy, đang chạy 3300 này các bạn, và tốc độ đọc 3100, tốc độ ghi 1600 các bạn, đúng như thông số hãng mô tả các bạn ha. Thì cái clip mình là xin tạm dừng ở đây ha, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.